Nói rộng cho đến nội không thanh tịnh, nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hại, không đoạn. Như vậy cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Này thiện hiện, bốn niệm trụ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Này thiện hiện, như vậy cho đến mười lực Như Lai thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc mười lực Như Lai thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến mười lực Như Lai thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc mười lực Như Lai thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Này thiện hiện, trí nhất thiết thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện, trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai, không khác, không hại, không đoạn. Nói rộng cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai, không khác, không hại, không đoạn. Mỗi mỗi câu chữ trong đây đều theo thứ lớp trước đây phân loại mà nói đầy đủ.
Lại nữa thiện hiện, hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh, vô vi thanh tịnh nên hữu vi thanh tịnh, hoặc hữu vi thanh tịnh hoặc vô vi thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện, quá khứ thanh tịnh nên vị lai thanh tịnh, vị lai thanh tịnh nên quá khứ thanh tịnh, hoặc quá khứ thanh tịnh hoặc vị lai thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Quá khứ thanh tịnh nên hiện tại thanh tịnh, hiện tại thanh tịnh nên quá khứ thanh tịnh, hoặc quá khứ thanh tịnh hoặc hiện tại thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Vị lai thanh tịnh nên hiện tại thanh tịnh, hiện tại thanh tịnh nên vị lai thanh tịnh, hoặc vị lai thanh tịnh hoặc hiện tại thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Quá khứ thanh tịnh nên vị lai hiện tại thanh tịnh, vị lai hiện tại thanh tịnh nên quá khứ thanh tịnh, hoặc quá khứ thanh tịnh hoặc vị lai hiện tại thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Vị lai thanh tịnh nên quá khứ hiện tại thanh tịnh, quá khứ hiện tại thanh tịnh nên vị lai thanh tịnh, hoặc vị lai thanh tịnh hoặc quá khứ hiện tại thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Hiện tại thanh tịnh nên quá khứ vị lai thanh tịnh, quá khứ vị lai thanh tịnh nên hiện tại thanh tịnh, hoặc hiện tại thanh tịnh hoặc quá khứ vị lai thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Hết quyển thứ 435.